tới đó đâu mà sợ. Bắt cái ghế lấy lại. Ủa con cá nằm đâu rồi? Bên mẹ kìa mẹ, nó nằm ở bên mẹ. Đừng đừng đừng, kiếp kiếp, coi bà ngoại kiếp cá kìa. Bà làm gì bà làm. Đó, 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 đó. Hai con luôn. No, 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 no. Kìa, dỡ lên. Ôi 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 cá của tôi hay cá của bà? Hả? Cá bự. Cá bự quá. Trời ơi, con cá nó bự trời khờ ơi. Đồ má ướp này mặc áo màu cam luôn. Cầm tay ướp không dám cầm. Sản Việt nè. Cái này nó pha sẵn luôn rồi. Sẵn tự chế, tự chế. Ngoài chiên miếng xèo phân đậu hũ bột chảo nóng chưa được rồi đó, đừng làm nữa dậy quá nó bị nó chưa nóng á. Nó chưa nóng đẹp dữ ta. Bỏ rau vô ít ít thôi. Dạ. Ok. Thuốc rồi. Mà sẵn mà. Cái gì xuống. Ê ê. Sao chế nước vậy mày? Chế rồi. Bậy chế nước nhiều vô. Nè. Không chín. Chín. Nước nhiều lắm thôi. Mày hồi thấp nhằn mà mặn quá. Ta làm bắp chiên ngọt ngọt lạc lạc không ơi, đâu mà mặn cát ăn gì. Chế nước vô. Chiên lẹ phẩm. Ừ, cũng cay. Ngon quá ha. Ở đây. Ở nhà bà ngoại. Cho mới tiêu lắm. Mệt quá Úc ơi. Mệt rồi. Chính nha.
Hổng, bà ngoại chưa hái để dành hả? Hổng về nè, hổng về tới nay múc hai trái rồi đó. Ừ. Còn trái này là chưa cho hai đó. Ê, bữa nào mày xuống hái xài bao lôi? Bữa mình xuống hái hút cà qua. Mà xài thấm mắm mắm. Ê, hút cà qua tao lấy xài. Hái mày hai trái là hai trái. Không xài nhẹ lắm luôn. Mà nhìn hai trái dài nó mực chừa bơ luôn á. Ôi rồi. Hả? Em bên hai lấy xài uống cho hai cái gì qua cho em đủ mới lấy. Lấy thầy của bà ngoại. Thầy phải mua cái túi bà tìm như vậy luôn hả? Ừ. Ôi mày khui ra coi. Em bên hai lấy xài qua cho hai. Là hai phải kinh cái gì đó qua cho em. Không qua hả? Thôi nhịn nào. Không biết để gì đấy. Ê khui túi vậy vậy. Khui thơm mà. Hả hả? Này bà ngoại có xài ăn à? Phải mua. Xài Thái à? Xài Đài Loan. Xài Đài Loan. Chùm bao uống cũng hết trơn. Chùm 4 trái hư hết luôn 4 trái. Phải chùm cái riêng 1 trái mới được. Chùm 3 trái ăn hư hết 2 trái ăn được có trái nhỉ xíu. Rồi chùm chùm cái bao nó không hút được. Múc phải hút được. Tính là bỏ hết 7 trái chứ. Cô ngồi đó. Vô lấy đồ chụp đi. Thấy gớt hết. Sao gớt? Sao ổng ghé được bữa nay gớt mày? Đây! Không, lấy đó gớt nè. Ổng gớt, em không ăn tiền hả? Lấy đồ chụp cho. Bây giờ mẹ lấy đồ chụp. Lấy đó lót kìa. Quá trời luôn kìa, hái hết luôn đi. Đây nè. Em cho em phải em. Mẹ hai cái của bà rồi. Hừ. Hai một cái được rồi. Trái trên đó. Hai trái luôn, được hết rồi. Tao nói được hết mày cãi mày để nó khui cũng vậy hả? Mày để nó thúi rồi mày không ăn được mày còn tức hơn. Trời ơi nè thí, mày để nó héo nè thí, phải không? Hư luôn á, chứ héo héo gì. Do bên trái này gót nè. Mở áo mà chụp đi. Rồi, đây. Chụp. Hai mày mà. Tâm đó rồi. Tâm đây sao chụp mà. Vinh cái cảnh nó xuống luôn. Tại hỏi má chùa ha. Có, tại vì hát chùa đó. Mở ra, mở ra làm gì rồi, kia. Ôi trời. Thank you.
chụp vui chuyện kẻ chuyện nào cái chuyện hả chị. Có mấy trái không khí thì bán ngọt. Rõ luôn. Đâu? Đâu? Bút rõ luôn. Ý dạ. Mà năm nay hiếu uổng quá. Mỗi năm hái hang nó bóng lưỡng đã ha. Hai lên đây chụp lại hai cái ngon. Quá đúng. À. Có người áo đỏ lên cây. Đi ngon ăn coi. Này. Chiều vô. Quá. Chim trái nữa. Cái này vú sữa này bà bán gì? Bán được. Bán mấy ngàn ký. Hổm nay 11.000 ký. À, dồi à. Trắng. Mà hái của cho mẹ bán ngon cũng này. Chỗ này mẹ xấu. Ôi, mẹ mẹ mừng. Trái là cũng mừng nữa. Gì? Nói gì? Đã quá, cho trái nữa rồi. Trái nhỏ mới ngon. Đây. Ăn là phải bóp. Bóp dú cho nó xịt ra. Cái này mùi nè. Chút sữa. Quá. Ngon quá. Hai đi ai lại chụp. Đâu? Ngon quá, đêm nổi nè. Trói đầu chụp ở ngoài nè, ghê không? Đâu? Trúng nắng không thấy đẹp gì chứ. U vô đầu tao luôn quá thiệt. Ghê không? Đó à. Đi đâu hả? Nàng cái sữa mà nó chạy hả?